huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ với đội trưởng của U23 Việt Nam. Đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận đấu gặp U23 Jordan không phải những cái tên quen thuộc và giàu kinh nghiệm nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao tấm băng đội trưởng của U23 Việt Nam cho trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng. Anh đá lệch phải trong sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ mà nhà cầm quân quê Khánh Hòa lựa chọn. Ngọc Thắng sinh năm 2002, không phải cầu thủ lớn tuổi nhất của U23 Việt Nam. Mùa này, Ngọc Thắng thi đấu 608 phút, ra sân 12-15 trận cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ này cũng là lựa chọn yêu thích của huấn luyện viên Chu Xi tại SEA Games 32 và các giải đấu giao hữu của U23 Việt Nam trước đây. Ngọc Thắng cao 1m78, thuận chân phải, kỹ năng chuyền và kiểm soát bóng đều ở mức khá. Dù vậy, theo tìm hiểu của ban cán sự của U23 Việt Nam, ở vòng chung kết U23 châu Á chưa được quyết định. Nguyễn Ngọc Thắng chỉ tạm thời mang tấm băng đội trưởng của U23 Việt Nam ở trận đấu giao hữu với U23 Jordan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi danh sách của U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 được chốt vào ngày 16 tháng 4. Trở lại với trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam trước U23 Jordan, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được kết quả hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Trên chấm đá luân lưu, U23 Việt Nam thất bại với tỷ số 3-4. Ngọc Thắng đá chính cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự như Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Văn Cường hay Văn Toản. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Các đội bóng xếp hạng nhất, nhì, ba sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng môn bóng đá nam. Đội xếp thứ tư sẽ đá trận play-off liên lục địa với đại diện châu Phi để tìm ra cái tên cuối cùng có tấm vé dự thế vận hội. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ như Kuwait, Malaysia và Uzbekistan. Mục tiêu của Văn Khang và đồng đội là vượt qua vòng đấu bảng. Nếu thắng ở vòng tứ kết, cơ hội dự Olympic sẽ mở ra với U23 Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.